Người Thái, thế lực mới trên thị trường ngân hàng Việt Nam. Hiếm có nhà đầu tư nước ngoài nào đã thâm nhập sâu rộng và lâu dài vào nền kinh tế Việt Nam như các nhà đầu tư đến từ Thái Lan. Các nhà đầu tư Thái Lan đã tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam, từ sản xuất cho tới bán lẻ. Và giờ đây, họ đang nhắm tới ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam. Những thương vụ đình đám. Nói về những thương vụ chơi lớn của các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam, không thể không nhắc tới việc họ đã thâu tóm thành công các doanh nghiệp hàng đầu trong những lĩnh vực sản xuất và bán lẻ như Sabeco, Bixi, Nguyễn Kim. Cụ thể vào cuối năm 2017, tập đoàn Thaibev của tỷ phú Thái Lan Jaroen Srinivas Hanabakdi đã chi 4,8 tỷ đô để mua 53,59% cổ phần của công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Trước đó vào năm 2016, tập đoàn Central Group của tỷ phú Thái Lan Chirathivat đã mua lại toàn bộ chuỗi siêu thị Bixi tại Việt Nam với giá là 1 tỷ đô la. Năm 2015, Central Group đã mua 49% cổ phần của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và giải pháp mới NKT. Công ty NKT là đơn vị sở hữu, vận hành chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Sau đó, vào tháng 6 năm 2019, họ đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ 51% cổ phần còn lại của Nguyễn Kim với giá trị là 2.600 tỷ đồng. Không chỉ tập trung vào các ngành truyền thống, gần đây các nhà đầu tư Thái Lan còn thể hiện tham vọng lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Việt Nam. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, tập đoàn Home Credit đã bán lại toàn bộ 100% cổ phần của công ty Home Credit Việt Nam cho ngân hàng Siam Thương mại Thái Lan với giá trị khoảng 800 triệu euro. Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2025 sau khi được các cơ quan chức năng chấp thuận. Đây là thương vụ mua bán và sáp nhập công ty tài chính lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau thỏa thuận SMBC mua 49% cổ phần FL Credit với giá trị là 1,37 tỷ đô vào năm 2021. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc Ngân hàng Siam Thương mại Thái Lan SCB mua lại 100% cổ phần của Home Credit Việt Nam sẽ cho phép SCB mở rộng các dịch vụ tài chính nhắm vào đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường Việt Nam. Trước đó, SCB đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2015 khi thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, chi nhánh này được thành lập trên cơ sở SCB mua lại và tiếp quản tài sản, cũng như công nợ từ Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, VSB. Hiện tại, chi nhánh của SCB tại thành phố Hồ Chí Minh có vốn điều lệ gần 3.000 tỷ đồng, tương đương quy mô của một số ngân hàng nhỏ tại Việt Nam. Đáng chú ý, SCB không phải là ngân hàng Thái Lan duy nhất có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam bằng cách mua lại các công ty tài chính. Trước đó, một ngân hàng lớn khác của Thái Lan là Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Đại chúng Ayudhya Krungsri cũng đã đạt được thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB Finance từ Ngân hàng SHB. Cụ thể, SHB đã bán 50% cổ phần của SHB Finance cho Krungsri và sẽ tiếp tục bán 50% cổ phần còn lại trong vài năm tới. Theo thông tin từ tờ Nikkei Asia, Krungsri sẽ chi khoảng 156 triệu đô, tương đương hơn 3.600 tỷ đồng cho thương vụ này. Ngoài ra, Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Kasikornbank, KBank của Thái Lan, ngân hàng lớn thứ hai tại nước này, cũng đang tích cực gia tăng ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam gần đây. KBank đã có mặt tại Việt Nam từ 2014 và hiện là ngân hàng nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam, với vốn điều lệ là 6.621 tỷ đồng, tương đương 285 triệu đô. Trong buổi chia sẻ gần đây với giới truyền thông, ông Pipit Anekneti, Chủ tịch Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Kasikornbank KBank của Thái Lan, đã công bố kế hoạch bất ngờ rót hơn 1 tỷ đô vào thị trường Việt Nam từ nay đến 2027. Cụ thể, phần lớn số tiền trên lên tới 735 triệu đô sẽ được KBank đầu tư vào hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam. Số tiền còn lại sẽ được dành cho hai công ty con của KBank đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm quỹ đầu tư KVision 336 triệu đô và công ty công nghệ KBTG 7 triệu đô. Ngoài KBank thì ngân hàng Bangkok, Bangkok Bank của Thái Lan, ngân hàng lớn nhất nước này cũng đã gia tăng đầu tư vào Việt Nam gần đây. Bangkok Bank hiện đã mở hai chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn điều lệ đăng ký là trên 5.200 tỷ đồng. Như vậy, 4 trong số 5 ngân hàng lớn nhất Thái Lan đã có mặt trực tiếp hoặc gián tiếp tại thị trường Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều này đã giúp Thái Lan trở thành một trong những quốc gia đầu tư mạnh mẽ nhất vào lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam, cạnh tranh với các nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Tham vọng của người Thái. Đi cùng với sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng, các ngân hàng của Thái Lan
cũng đang tích cực mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Mục đích là nhằm phục vụ nhu cầu tài chính ngày càng lớn của các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ đối tác là các công ty vừa và nhỏ của doanh nghiệp Thái. Bên cạnh đó, với quy mô dân số gần 100 triệu người, trong đó phần lớn là dân số trẻ cùng với ngành dịch vụ tài chính còn khá là non trẻ, Việt Nam được xem là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ khu vực Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng về văn hóa như Thái Lan. Trong buổi chia sẻ gần đây với báo giới, ông Pipit Anekiniti, chủ tịch KBank cho biết, Việt Nam được coi là thị trường trọng điểm để phát triển tại khu vực Đông Nam Á của ngân hàng này. Theo ông Pipit Anekiniti, Việt Nam có những lợi thế đáng kể về dân số trẻ, nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào có thể giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam cũng có những chính sách điều hành kinh tế tốt. Ông Pipit Anekiniti ví Việt Nam như món ăn với 3 nguyên liệu chính. Nguyên liệu thứ nhất là nguồn nhân lực, với hơn 20 triệu sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật mỗi năm. Nguyên liệu thứ hai là công nghệ, nguyên liệu thứ ba là tài chính, lĩnh vực mà ngành ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp. Với kế hoạch đầu tư gần 1 tỷ đô vào Việt Nam, KBank nhắm tới hai nhóm khách hàng chính là doanh nghiệp vừa và nhỏ SME và khách hàng cá nhân. Theo ông Pipit Anekiniti, KBank nhìn thấy cơ hội khi hơn 97% doanh nghiệp ở Việt Nam là SME, nhưng chỉ chiếm 20% thị phần tín dụng. Mục tiêu của KBank là tiếp cận 1,2 triệu khách hàng Việt Nam vào năm 2023 và trở thành một trong 20 ngân hàng lớn nhất Việt Nam vào năm 2027. Về phía SCB, ông Atit Nantawithaya, giám đốc điều hành SCB X Public Company Limited, cho biết việc mua lại Home Credit Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược trở thành tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu khu vực. Thương vụ này sẽ củng cố vị thế của SCB tại thị trường Đông Nam Á, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Theo ông Atit Nantawithaya, với nền kinh tế đang phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5% trong 10 năm qua và dân số am hiểu công nghệ, Việt Nam được xem là thị trường chiến lược quan trọng của SCBX. Việc mua lại Home Credit Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu cho việc mở rộng hoạt động của tập đoàn SCBX sang thị trường Việt Nam với quy mô dân số trên 100 triệu người. Theo ông Atit, với 15 triệu khách hàng, 14.000 điểm phân phối và đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm, Home Credit Việt Nam sẽ là nền tảng quan trọng cho sự hiện diện của tập đoàn SCBX tại Việt Nam. Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, Home Credit Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào lợi nhuận của tập đoàn. Bên cạnh đó, việc mua lại này cũng giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập của SCBX, tăng sức cạnh tranh trong tương lai, đồng thời duy trì tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao cả ở SCBX và ngân hàng SCB sau khi hoàn tất thương vụ. Về phía ngân hàng trách nhiệm hữu hạn đại chúng Ayudhya Krungsri của Thái Lan, thông qua khoản đầu tư vào công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB Finance, nhà băng này cũng không giấu tham vọng dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Theo ông Kenichi Yamato, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành ngân hàng Krungsri, với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam ước khoảng 6-7%, cùng với xu hướng tiêu dùng ngày càng tăng, ông tin tưởng sự hợp tác giữa Krungsri và SHB Finance sẽ củng cố thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy SHB Finance trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Ngoài ra, thông qua khoản đầu tư này, Krungsri còn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hoạt động kinh doanh trong khu vực. Động thái trên cũng giúp ngân hàng Thái Lan này củng cố thương hiệu 5 nước thuộc ASEAN, từ đó kết nối nhu cầu của khách hàng trên khắp khu vực. Tác động tích cực và những rủi ro tiềm ẩn. Như trong video trước, chúng tôi đã phân tích, việc rất nhiều doanh nghiệp của một quốc gia thâu tóm các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ tạo ra tác động tích cực và những rủi ro tiềm ẩn. Tác động tích cực lớn nhất đó chính là nguồn vốn nước ngoài sẽ chảy vào Việt Nam, đồng thời kinh nghiệm quản lý và công nghệ mới sẽ được các doanh nghiệp ngoại mang vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực quan trọng như năng lượng và tài chính, thì những rủi ro tiềm ẩn cũng rất lớn. Hai rủi ro lớn nhất là mất quyền kiểm soát trong lĩnh vực tài chính và rủi ro đối với an ninh tài chính quốc gia. Khi ngân hàng trong nước bị mua lại hoặc kiểm soát bởi ngân hàng nước ngoài, quyền kiểm soát các chính sách và quyết định tài chính quan trọng có thể bị chuyển giao. Điều này ảnh hưởng đến khả năng của chính phủ và cơ quan quản lý trong nước để điều chỉnh hoặc can thiệp vào hoạt động của hệ thống ngân hàng theo nhu cầu quốc gia. Sự thay đổi trong quyền sở hữu có thể dẫn đến thay đổi trong chiến lược đầu tư và cấp tín dụng. Các ngân hàng nước ngoài có thể ưu tiên đầu tư hoặc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp hoặc dự án có lợi ích cho Thái Lan hoặc quốc tế, thay vì tập trung vào thị trường nội địa Việt Nam. Giả sử một ngân hàng lớn của Thái Lan
mua lại một phần lớn cổ phần trong một ngân hàng lớn tại Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc quyết định cấp vốn cho các dự án lớn ở Việt Nam không còn dựa trên lợi ích địa phương mà tuân theo chiến lược và mục tiêu kinh doanh của ngân hàng Thái. Điều này có thể làm giảm sự hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển địa phương, đồng thời ảnh hưởng đến chính sách tín dụng và đầu tư trong nước. Hệ thống ngân hàng Việt Nam nếu phụ thuộc vào ngân hàng nước ngoài có thể trở nên dễ bị tổn thương bởi khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính xảy ra ở nước ngoài, gây rủi ro lớn cho hệ thống tài chính Việt Nam. Giả sử trong trường hợp Thái Lan trải qua một khủng hoảng tài chính hoặc kinh tế nghiêm trọng, trong tình huống đó, các ngân hàng Thái Lan có thể quyết định rút vốn hoặc giảm cấp tín dụng đối với các hoạt động tại Việt Nam để bảo toàn tài chính của họ. Hành động này có thể gây ra sự thiếu hụt vốn đột ngột và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính Việt Nam, cụ thể là đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng phụ thuộc vào tín dụng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!